Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 370 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, cơ thể to trăm ức dặm của thần mẫu đạo quân rung động, tám chân chống thân thể khổng lồ đứng thẳng. Ly địa chấn đạo đỉnh hiện ra, thần mẫu đạo quân chỉ một cái, đại quân 5.000 vạn tiên nhân đẳng cấp thần linh tiền sử dâng lên như sóng che dập trời, ập hướng đại quân Ngọc Kinh Thánh Giáo, thuộc hạ của Càn Nguyên Thiên Quân. Cùng lúc đó, hàng trăm thiên quân tiền sử cùng hành động, hơn 2 vạn tiên quân xông lên trước, khí thế đè sập thiên địa. Thần mẫu không uổng là tồn tại duy nhất đỡ công kích của Huyền Thiên giáo chủ lúc Huyền Thiên độ kiếp. Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân biến sắc mặt. Năm xưa thiên kiếp, nhân kiếp của Giang Nam bùng nổ, quần hùng vây công nhưng không ai sánh bằng hắn. Mọi người cùng Giang Nam va chạm bị hắn dễ dàng đánh gục, nhờ tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo mới giữ được mạng. Chỉ mình thần mẫu đạo quân là ngay mặt đối kháng với Giang Nam. Khi đó thần mẫu đạo quân đã chế tạo ra hơn 20 thiên quân, 8.000 tiên vương, tiên quân. Sau khi khai thiên thì thiên địa linh khí rất phong phú. Trước kia thần mẫu đạo quân chế tạo thiên quân tiền sử còn bị hạn chế, không sinh sản số lượng nhiều được. Bây giờ thần mẫu đạo quân thoải mái tiêu phí tiên linh khí. Trừ đạo quân ra, nàng dễ dàng chế tạo những cường giả ở cảnh giới khác. Thần mẫu đạo quân chế tạo thiên quân đã hơn 100 người. Tiên vương và tiên quân ở thời đại nguyên đạo thì hơn 2 vạn người. Những tiên nhân đẳng cấp chân tiên khác nhiều cỡ 5.000 vạn người. Ngọc Kinh Thánh Giáo được công nhận là đại giáo số 1 tiên giới. Nhưng so với thần mẫu đạo quân thì như con kiến với một con voi vậy. Không ai biết trong khoảng thời gian này thần mẫu đạo quân đã phát triển đến trình độ như thế. Càn Nguyên Thiên Quân hít sâu nói: xem ra không thể tránh khỏi huyết chiến được rồi. Càn Nguyên Thiên Quân lấy Hồng Mông Kim Phiên ra, trầm giọng nói: thời đại thần đạo tiền sử đã bị tiêu diệt cùng với thiên quân. Chúng ta có thể mượn thiên địa đại đạo, tiên giới để gia cố bản thân mình. Thế nhưng thiên quân do thần mẫu chế tạo thì không làm như vậy được. Ngọc Kinh Thiên Quân cũng lấy Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh ra, lạnh lùng nói: trận chiến này chưa biết thắng thua thế nào. Giết! Cũng trong lúc đó, bên trong Đại La Thiên, Thiên Vi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy hai tiểu nha đầu Giang Tuyết Tình và Tiểu Vân Liên. Hai nha đầu ngồi trên ghế đá nhìn chằm chằm đồng hồ cát ở trước mặt. Đằng sau đồng hồ cát là một tấm minh kính rất to. Trong minh kính chiếu ra đại chiến, thủ đoạn trước giờ chưa từng có. Gần ức tiên nhân đại chiến trong bí cảnh to lớn bao la. Thiên Vi hết hồn nhìn cảnh tượng trong minh kính. Biển máu ngập trời, mỗi giây có vô số tiên nhân chết đi. Hai tiểu nha đầu xem rất say sưa, thế nhưng không phải bọn họ xem trận ác chiến chiếu trong minh kính, mà nhìn chằm chằm đồng hồ cát rất là tò mò. Thiên Vi nhìn một lúc liền hiểu ngay. Thì ra là Càn Nguyên sư huynh, Tử Hạm nương nương hợp tác với Ngọc Kinh đối phó với thần mẫu. Trong minh kính chiếu ra trận ác chiến, tuy binh lực phe thần mẫu đạo quân chiếm ưu thế áp đảo, vừa bắt đầu đã làm cho Ngọc Kinh Thánh Giáo hao tổn bao nhiêu là tiên nhân. Thế nhưng Ngọc Kinh Thiên Quân giao quyền khống chế Ngọc Kinh Thánh Giáo cho Càn Khôn lão tổ. Sau khi gã điều binh bố trận thì thương vong cũng ít đi dần. Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm đạo mẫu, Mông Tốn đạo quân dẫn 21 đại viên mãn tiên quân chinh chiến sát phạt với hàng trăm thiên quân, giết nhau kinh thiên động địa. Thiên Vi nhìn tình hình trong kính mà thầm lo lắng. Đám Càn Nguyên sư huynh làm sao đấu lại thần mẫu được đây? Bây giờ thần mẫu chưa tham gia cuộc chiến đã làm cho bọn họ dốc hết binh lực ra rồi. Bên cạnh còn có Ma Kha, Đạo Táng nhìn chằm chằm như vậy. Nếu để hai người kia tham gia thì đám Càn Nguyên sư huynh sẽ chết không có chỗ trốn. Bây giờ lão gia vắng nhà, không rảnh lo cho bọn họ.
Lòng Thiên Vi nặng trĩu ưu tư nhìn sang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên. Thiên Vi hỏi: "Tình Nhi, Liên Liên, hai đứa ở đây làm gì vậy?" Giang Tuyết Tình ngước lên, cười ngọt ngào nói: "Nhỏ giọng thôi, đi ra ngoài bảo chúng ta nhìn chăm chăm đồng hồ khát đi, chờ khát chảy hết rồi thì nhét mây nhỏ vào gương." Tiểu Vân Liên gật đầu lia lịa, lấy một đóa hoa sen ra: "Phụ thân nuôi hái một đóa sen trong hồ đưa cho ta, nói chờ đồng hồ cát chảy hết thì ném nó vào gương." Thiên Vi nghe hai tiểu nha đầu nói thì kinh ngạc nói: "Lém là Thiên Khánh Vân, sen năm sắc vào trong gương sao, định làm gì vậy?" Thiên Vi giật mình hiểu ra, nàng nhớ đến diệu dụng của La Thiên Khánh Vân. Đóa Khánh Vân này có thể kích phát tất cả uy lực của chí bảo tiên đạo khác. Nếu ném La Thiên Khánh Vân vào sẽ kéo chấn đạo đỉnh Hồng Mông Kim Phiên đến trạng thái cuồng bạo, kích phát uy lực chí bảo tiên đạo. Lão gia hết lòng hết giá giúp nhóm Cản Nguyên sư huynh một tay, thế nhưng hoa sen có tác dụng gì? Hoa sen hái từ hồ nước Đại La Thiên, trong hồ có rất nhiều sen nhưng năm màu thì chỉ có một đóa duy nhất. Giang Nam hái sen năm sắc cho Tiểu Vân Liên chắc chắn có ẩn ý gì đó, nhưng Thiên Vi không đoán ra được. "Được rồi, các người không cần nhìn chằm chằm đồng hồ khát đâu." Thiên Vi bật cười, kéo hai đứa hài tử lên nói: "Trong đồng hồ cát của lão gia ước chừng chưa mấy ngàn vạn cân hạt cát, theo tốc độ này thì chạy 1-2 tháng cũng không xong được. Các người cứ đi làm chuyện của mình, chờ 1 tháng sau hãy quay lại." Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên reo lên, nhanh chân mà chạy mất. Thiên Vi ngồi trước minh kính quan sát cuộc chiến thầm nghĩ: "Lão gia kêu Tình Nhi, chờ thời gian dài như vậy, e rằng đám Cản Nguyên sư huynh sẽ bị thần mẫu xử lý hết rồi, chẳng lẽ sẽ xảy ra biến số gì chăng?" Thiên Vi đang suy nghĩ, đột nhiên tình hình cuộc chiến thay đổi. Thân thể to lớn không gì sánh bằng của thần mẫu đạo quân động đậy, hùa cái càng to như mũi tên, đuôi như cái móc, vô số xúc tu bay đầy trời, giết hướng đám người Ngọc Kinh Thiên Quân và Càn Nguyên Thiên Quân. Tình hình gây go nghiêng về một hướng, Thiên Vi cũng rất lo. Đột nhiên một quyển Thái Cực Đồ xuất hiện, quay quanh thần mẫu đạo quân, cuốn nàng vào trong. Vạn Vật Đạo Tổ xuất hiện trong bí cảnh, cởi đạo bào xuống, lao vào thần mẫu đạo quân bên trong Thái Cực Đồ. Thiên Vi liền thở phào: "Thì ra là vậy." Thiên Vi cười nói: "Lão gia biết Vạn Vật Đạo Tổ sẽ ra tay, cho rằng đại chiến sẽ kéo dài hơn 1 tháng nên mới làm ra đồng hồ cát to như vậy." Ma Kha Thiên Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn cũng tham gia cuộc chiến. Hai người không tấn công đám Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân mà điều động lực lượng thiên địa lao vào Quỷ Bà Thiên. Quỷ Bà Thiên hoa cây gậy chống, cũng sử dụng thần toán. Ba người điều động năng lượng trăm thánh cảnh hợp thành bí cảnh này. Thần toán phá giải thần toán, tuyệt sát đối kháng với tuyệt sát, giết đến trời sụp đất nứt. Thiên Vi phục Giang Nam sát đất: "Tùy lão gia không phải thần toán, thế nhưng trí tuệ không tầm thường. Lão gia cho rằng trận chiến này sẽ kéo dài hơn 1 tháng mới phân ra thắng bại. Ta chờ xem đến lúc đóa sen này dùng để làm gì." Tại Đạo Quân Điện, Giang Nam lại đến đại điện sừng sững nơi tận cùng thời gian và không gian, lòng vô vàn cảm thán. Đạo quân tiền sử đa số chết trong vô nhân cấm khu, chỉ có tinh anh trong tinh anh đạo quân mới có tư cách vào Đạo Quân Điện. Tòa thần điện này là một mảnh ảnh thu nhỏ của các thể đại từ nguyên đạo đến nay, tinh hoa của các thể đại. Bước vào Đạo Quân Điện như đi vào lịch sử vô cùng cổ xưa. Thiên Phi Đạo Tôn dẫn đường cho Giang Nam đi sâu vào Đạo Quân Điện. Giang Nam cười nói: "Thiên Phi, lúc trong thư các ta xem điển tịch đại đạo tiên sứ từng có một thắc mắc cả, thế nhưng khi ra khỏi thư các không kịp hỏi đã vội đi rồi. Hôm nay khó mà gặp được nhau, không biết Thiên Phi có thể giải đáp cho ta được không?" Thiên Phi Đạo Tôn dừng bước lại lên tiếng: "Mời đạo hữu cứ nói." Giang Nam lên tinh thần cười nói: "Trong thư các ta xem điển tịch đại đạo tiên sứ thấy có một sách của 3 vị đạo hữu trình bày hiểu biết đại đạo các thời đại, mỗi người giải thích khác nhau, có lẽ là do 3 người viết ra. 3 người này không phải Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu, Tịch Diệt Đạo Nhân, thế nhưng kế thừa lý niệm của 3 người đó. Ta muốn hỏi ngươi, người kế thừa lý niệm của Tịch Diệt Đạo Nhân là ai vậy?" Thiên Phi Đạo Tôn nhíu mày nói: "Người kia đã tọa hóa biến thành tiên thiên pháp bảo." Giang Nam hét lên: "Sao, đã chết ư?" Thiên Phi Đạo Tôn gật đầu nói:
có thể nói là chết rồi. Hắn biến thành tiên tiên pháp bảo, về mặt nào đó thì là một loại trường sinh. Giang Nam nhíu mày, hắn từ những dòng chữ nhìn ra người này hướng về đại đạo tịch diệt, tự cho rằng là tịch diệt đạo nhân khác. Không ngờ người đó tạo hóa biến thành tiên tiên pháp bảo. Giang Nam thầm nghĩ. Đạo không đạo nhân nói Ma Kha tiên quân có thể là một vị tồn tại nào đó đoạt xá bản thể Ma Kha, nên ta suy đoán người đó là trong đạo quân điện. Không ngờ kẻ đó đã tạo hóa thành tiên tiên pháp bảo. Giang Nam ngẫm nghĩ hỏi, tiên tiên pháp bảo này còn trong đạo quân điện không? Có thể cho ta nhìn một cái được không? Thiên Phi đạo tôn lắc đầu nói, báu vật này bị Ôn Đế mượn đi, sau đó liền mất tích luôn. Giang Nam kinh ngạc hỏi lại, sao? Hỗn độn Ôn Đế mượn tiên tiên pháp bảo đó rồi mất tích sao? Giang Nam đăm chiêu, đạo quân biến thành tiên tiên pháp bảo, có khi nào đảo ngược lại từ tiên tiên pháp bảo biến ra người được không? Thiên Phi đạo tôn ngẫm nghĩ thật lâu, lắc đầu nói, khả năng này không lớn, thế nhưng cũng có thể. Trong thời đại chú đạo, thú đạo, ta từng thấy một con cự long luyện mình thành pháp bảo, dường như còn giữ lại được linh trí. Cự long này được vô cực điện chủ dẫn vào đạo quân điện, sinh hoạt mấy thời đại thì chạy ra ngoài. Nhưng vị đạo hữu của đạo quân điện ta tọa hóa chắc không thể giữ thần hồn của mình được. Sao? Cự long thời đại thú đạo chẳng lẽ là con rồng to sao? Giang Nam hết sức sửng sốt. Có thể nào vị tồn tại kia nghiên cứu ra rồng to rồi được pháp môn thần hóa tiên tiên pháp bảo, thần hồn bất diệt hay không? Biểu tình của Thiên Phi đạo tôn thản nhiên, không quan tâm, dường như không có điều gì làm cho nàng dao động cả. Thiên Phi đạo tôn bước tới trước nói, thế thì ta không biết được. Nguyên mẫu chờ đạo hữu đã lâu rồi, chúng ta đi thôi. Giang Nam đi theo Thiên Phi đạo tôn, hắn lại cười nói, ta còn một vấn đề. Đạo quân điện sừng sững ở tận cùng thời gian và không gian, ta muốn biết phía sau đạo quân điện có cái gì. Sao? Người muốn xem đằng sau đạo quân điện sao? Thiên Phi đạo tôn dừng bước lại, nhìn thẳng vào mặt Giang Nam, đôi mắt không chút cảm xúc, rốt cuộc cũng có gợn sóng. Giây lát sau, gợn sóng tan biến, Thiên Phi đạo tôn đi tiếp. Thiên Phi đạo tôn nói, nguyên mẫu chờ đạo hữu đã lâu rồi. Giang Nam đành phải theo sau Thiên Phi đạo tôn. Không lâu sau, hai người đi đến chỗ nguyên mẫu điện chủ cư ngụ. Nhìn từ xa, có ánh sáng đại đạo vô tận bộc phát, như vô số đại đạo vòng quanh nguyên đài. Một nữ nhân ngồi trong nguyên đài, nữ nhân đó là nguyên mẫu điện chủ. Thiên Phi đạo tôn hành lễ, lùi xuống, để lại mình Giang Nam. Giang Nam tiến lên một bước, không người nói, Huyền Thiên, kính chào nguyên mẫu. Giọng nguyên mẫu điện chủ trong trẻo vang lên, Đế Giang, người vẫn tự xưng là Huyền Thiên hay sao? Thanh âm như thiếu nữ 16. Trong nguyên đài đại đạo vòng quanh, nữ nhân đứng lên, đại đạo như sông, gợn sóng. Nguyên mẫu điện chủ bước chân đi tới nói, Đế Giang, đế vâng chịu hỗn độn ý chí mà được sinh ra, biến số tương lai chưa biết, xứng cùng ta gọi một tiếng đạo hữu. Nguyên mẫu điện chủ chỉ một cái, một bộ đoàn hiện ra trước mặt Giang Nam. Nguyên mẫu điện chủ mở miệng nói, Đế Giang đạo hữu mời ngồi. Giọng của nguyên mẫu điện chủ trẻ trung nhưng chất chứa tăng thương cổ xưa, cho cảm giác rất kỳ lạ. Nguyên mẫu điện chủ sống từ thời đại nguyên đạo đến bây giờ, tính tuổi tác thì không mấy người ngang hàng được với nàng. Vô cực tiên tôn còn trẻ hơn cả nguyên mẫu điện chủ mấy chục ức năm. Giang Nam nhìn bộ đoàn lóe lên linh quang bất diệt, rõ ràng là tiên thiên pháp bảo. Giang Nam thầm khen đạo quân điện xa xỉ. Bộ đoàn này không phải cơ thể đạo quân biến ra, mà dùng cách kỳ diệu luyện chế thành tiên thiên pháp bảo, yếu hơn đạo quân xả thân luyện thành tiên thiên pháp bảo một chút. Hiện giờ tầm mắt kiến thức của Giang Nam siêu phàm, hắn biết tiên thiên pháp bảo không nhất định phải là đạo quân xả thân mới luyện thành. Tu luyện đến cảnh giới hậu kỳ đạo quân, nếu lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt càng cao thì có thể luyện thành tiên thiên pháp bảo, điều này vô cùng khó khăn. Như hồng bông tiên thiên của Thanh Liên tiên tôn, nhân quả tiên thiên của Vô Cực tiên tôn, hỗn độn tiên thiên của đạo không đạo nhân, tịch diệt tiên thiên của tịch diệt đạo nhân đều là tiên thiên bất diệt ở trình độ cao. Cỡ như bọn họ luyện chế tiên thiên pháp bảo không cần xả thân, nhưng bọn họ muốn luyện thành tiên thiên pháp bảo là vô cùng khó khăn, cần tốn thời gian vô tận mới luyện xong được.
uy lực không bằng đạo quân xả thân luyện tiên thiên pháp bảo. Đẳng cấp như bọn họ thường sẽ luyện chế tiên thiên chí bảo, khinh thường tạo ra tiên thiên linh bảo. Bộ đoàn của Nguyên Mẫu Điện Chủ là tiên thiên pháp bảo thật do nàng tự mình luyện chế. Bởi vì linh quang trong bộ đoàn lộ ra hơi thở của Nguyên Mẫu Điện Chủ, Giang Nam ngồi xuống bộ đoàn thầm nghĩ: Nguyên Mẫu tồn tại quá lâu, chuyện tồn tại đẳng cấp khác có lẽ không hứng thú, thế nhưng nàng lại vui vẻ lắm. Nguyên Mẫu Điện Chủ nhìn Giang Nam từ trên xuống dưới, cười nói: Thực lực của đế giang đạo hữu tăng lên rất nhiều so với lúc trước rồi. Tương lai thời đại tiên đạo tan biến, đạo hữu có thể vào đạo quân điện ta, né tránh tịch diệt thời đại tiên đạo. Ta sẽ nhường ngôi cho hiền tài, mấy ngươi ngồi vào ngôi điện chủ. Giang Nam tò mò hỏi: Không lẽ Nguyên Mẫu cũng cho là thời đại tiên đạo không thể né thoát được tịch diệt kiếp hay sao? Né thoát tịch diệt kiếp sao? Nguyên Mẫu Điện Chủ lắc đầu cười: Có sinh thì tất có diệt, sinh sinh diệt diệt chính là trạng thái bình thường. Ý định trường thịnh bất tử là ảo tưởng, là mơ mộng, như giấc mơ ảo ảnh. Đế Lân và Tiên Tôn có thần thông lớn bao nhiêu đều không tránh khỏi được điểm này. Giáo chủ, đúng là một thời đại ngang ngửa với Nguyên Đạo, thế nhưng thời đại Nguyên Đạo bị hủy diệt trong tịch diệt kiếp, thời đại tiên đạo cũng không thể thoát khỏi. Đạo quân điện của ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt trong kiếp số. Tim Giang Nam đập nhanh, lạc giọng hỏi: Đạo quân điện sừng sững ở tận cùng thời gian không gian mà cũng bị hủy đi sao? Nguyên Mẫu Điện Chủ gật đầu, buồn bã than dài: Đạo quân điện bị hủy trong kiếp số là chuyện sớm hay muộn thôi. Điểm cuối thời gian và không gian là đại tịch diệt. Đến lúc đó, tất cả dấu vết đại đạo tiền sử, những tồn tại tiền sử may mắn trốn khỏi các cuộc tịch diệt kiếp, mọi văn minh để lại truyền thừa, các sinh linh đều sẽ bị hủy diệt. Tất cả dấu vết sẽ bị xóa bỏ, không còn lại gì. Nguyên đạo thần quang chảy xuôi quanh thân của Nguyên Mẫu Điện Chủ, hiển nhiên tâm tình của nàng đang gợn sóng. Khi đó mọi thứ bị chôn vùi, à không, không phải chôn vùi mà là tan biến, không còn sót lại chút tiền sử nào. Không có sinh mệnh, không có văn minh, chỉ có tĩnh lặng như đã chết vậy. Hỗn độn chìm vào tử vong là trống trơn. Giang Nam im lặng, không phải tiêu điều, không phải một thời đại khác bắt đầu mà là tử vong. Hỗn độn tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Đây đúng là tương lai làm người ta phải tuyệt vọng. Rất nhiều tồn tại trong đạo quân điện đã tiên tri ngày đó đến. Nguyên Mẫu Điện Chủ cười như mếu: Ta mơ hồ thấy ngày nào đó thời gian, không gian sẽ hoàn toàn hủy diệt, đạo quân điện vỡ thành nhiều mảnh. Các cố nhân và ta lần lượt chết đi, biến thành cát bụi, không còn lại gì. Không thể đến tận cùng đại đạo thì không độ qua kiếp số tiếng lặng vĩnh hằng được. Bây giờ rất nhiều người trong đạo quân điện đã dục dịch, có ý định nhập thế, liều mạng trước khi kiếp nạn đến. Bọn họ muốn xem mình có đến tận cùng đại đạo được hay không. Tim Giang Nam đập nhanh: Sao? Tồn tại đạo quân điện muốn nhập thế sao? Nguyên Mẫu Điện Chủ liếc Giang Nam: Lý niệm của đạo quân điện ta không can thiệp bất cứ thời đại phát triển. Tiên đạo chưa phát triển hoàn toàn, chưa đến trạng thái đỉnh cao. Nếu tồn tại đạo quân điện nhập thế bây giờ sẽ tạo thành đả kích hủy diệt cho thời đại tiên đạo. Hiện tại ta có thể kiểm giữ được bọn họ, thế nhưng nếu thần nhãn hai kiếp chứng đạo quân sẽ lại đến đạo quân điện, dùng quyền uy và nhân mạch vung tay một cái là hơn phân nửa người sẽ đi theo hắn ta. Ta khó mà chấn áp được. Vô Cực Thiên Tôn hừng hực dã tâm, cho rằng hủy diệt thời đại tiên đạo sẽ giúp cho hắn đột phá cửa khó cuối cùng, bước vào tận cùng đại đạo, vĩnh hằng bất diệt. Đế và Tôn cũng cực kỳ cường đại, không thua kém gì Vô Cực Thiên Tôn. Vì đối kháng với Đế và Tôn, Vô Cực Thiên Tôn sẽ kéo đạo quân điện xuống nước theo. Nguyên Mẫu Điện Chủ khẽ thở dài: Vô Cực Thiên Tôn cực kỳ cường đại và khủng bố. Người thấy Vô Cực Thiên Tôn bây giờ không trong trạng thái hoàn chỉnh, chỉ là một lũ thần hồn chuyển thế thân. Nguyên Mẫu Điện Chủ chưa dứt lời, chợt nghe trong đạo quân điện vang lên tiếng chấn động kinh khủng. Đạo quân điện rung lắc bần bật, như có tồn tại siêu khủng bố đang giận dữ hừ mạnh cảnh cáo Nguyên Mẫu Điện Chủ. Nguyên Mẫu Điện Chủ cười khẩy nói: Bây giờ ngươi chưa trong trạng thái hoàn chỉnh mà muốn chấn nhiếp ta sao? Nếu ngươi đánh với ta
không sợ đánh nát đạo quân điện, khiến đại hủy diệt đến sớm hay sao? Chấn động dần bình lặng, đạo quân điện trở về yên tĩnh. Vô cực thiên tôn không trong trạng thái hoàn chỉnh, chỉ là một lũ thần hồn chuyển thế ư? Giang Nam đè nén nỗi lòng rung động, tin tức này quá rùng rợn. Giây lát sau, Giang Nam hít sâu nói: Nguyên mẫu, xin hỏi phía sau đạo quân điện có cái gì? Sao? Đế Giang đạo hữu có muốn nhìn xem không? Nguyên mẫu điện chủ đứng dậy cười nói: Chờ Đế Giang đạo hữu ra khỏi thông thiên khác rồi, ta sẽ mang đạo hữu đi xem. Mục đích của đạo hữu đến đây là vì vào thông thiên khác. Bây giờ thực lực của đạo hữu đã đủ sức vào bên trong rồi. Mời đạo hữu theo ta. Các vị đạo hữu đạo quân điện đã chuẩn bị sẵn sàng mở ra thông thiên khác rồi. Giang Nam đi theo Nguyên mẫu điện chủ tiến tới trước. Không lâu sau, đến tận cùng đạo quân điện. Các cây cột đứng thẳng trong không trung, các đạo quân ngồi trên mấy cây cột. Giữa các cây cột có hư không vô tận, hư không cho cảm giác rất khủng bố, như thể rơi vào trong đó sẽ bị thời gian cắn nuốt, không biết sẽ rơi vào thời đại loạn lưu, thời đại tiền sử nào. Đằng sau mấy cây cột là một mảnh tối đen, không có ánh sáng, không có màu sắc. Giang Nam từng đến chỗ này, một vị tên đại sĩ đạo quân tạo hóa nơi đây, thân biến thành tiên thiên pháp bảo. Mấy đạo quân khác ngồi trên các cây cột đưa tiễn đại sĩ đạo quân. Nguyên mẫu điện chủ đáp xuống một cây cột, mấy đạo quân khác người thoát ra từng đợt linh quang. Vô số tiên thiên bất diệt quấn quanh nhau đánh vào chỗ tối đen đằng sau cây cột. Đột nhiên một khung cửa đơn độc xuất hiện trong hắc ám vô tận. Đại đạo linh quang của các đạo quân đan xen vào nhau, thế nhưng không thể mở cánh cửa đó ra được. Nơi đó chỉ có một cánh cửa kích cỡ không lớn, đủ cho một người đi qua. Xẹt 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 xẹt, từng đợt tiên thiên bất diệt giáng xuống thành cây cầu đi đến khung cửa. Từng đợt linh quang tràn ra quanh thân Nguyên mẫu điện chủ, biến thành bàn tay linh quang đẩy cánh cửa. Đế Giang đạo hữu, ngươi cầm lệnh bài điện chủ của người kia tiến đến đạo quân điện, sẽ thỏa mãn cho ngươi một nguyện vọng của ngươi. Thông thiên khắc này là hai vị điện chủ ban đầu tạo ra, bên trong chứa tận cùng đại đạo trong lòng bọn họ. Bàn tay Nguyên mẫu điện chủ ấn cánh cửa, cánh cửa kêu lên ken két, từ từ mở ra. Nguyên mẫu điện chủ nói: Sau cánh cửa này là thông thiên các. Từ xưa đến nay, hai mươi mấy thời đại, biết bao nhiêu đạo quân vào trong đó, thế nhưng không một người đi tới cuối. Trong thông thiên các, người đi xa nhất là Tịch Diệt đạo nhân và Vô Cực thiên tôn, bản thân ta không bằng hai người kia. Nguyên mẫu điện chủ khẽ quát, cánh cửa hoàn toàn mở rộng. Nguyên mẫu điện chủ nói: Đế Giang đạo hữu, mời đi đi, hy vọng người có thể đi đến tận cùng. Giang Nam bay lên đầu cầu, chào các đạo quân và Nguyên mẫu điện chủ. Giang Nam bước dọc theo cây cầu, tiên tiên bất diệt đi hướng cánh cửa. Trên cây cầu, Giang Nam nhìn xuống dưới. Sâu trong hư không, xẹt qua các tình huống, hình ảnh kỳ lạ, là cảnh tượng của các thời đại tiền sử, Giang Nam thầm hoảng sợ. Đây là một dòng thời gian khác. Dòng thời gian này khác với dòng thời gian mà Đế và Tôn sáng tạo ra. Dòng thời gian của Đế và Tôn là đảo ngược về thời đại nguyên đạo. Còn dòng thời gian này trông như song song với các thời đại, không phải quay về tiền sử mà đi theo một con đường khác song song với thời đại tiền sử, có thể quan sát bất cứ thời đại tiền sử nào. Đây là một loại thần thông mạnh mẽ, khó khăn hơn cả Đế và Tôn sáng tạo dòng thời gian, là con đường do cường giả càng mạnh hơn nữa khai sáng. Giang Nam nhíu mày thầm hỏi: Hai điện chủ đạo quân điện có thực lực như thế, chẳng lẽ như vậy chưa thể xem như bước chân vào tận cùng đại đạo hay sao? Giang Nam đi tới tận cùng cây cầu, đến trước cánh cửa. Giang Nam dừng một lúc, nhấc chân đi vào. Ken két, ken két, cánh cửa chậm rãi khép kín sau lưng Giang Nam. Trước mặt hắn là hồng mông dâng lên, hỗn độn chìm nổi. Bên trong có tiếng thì thầm khe khẽ. Giang Nam tiến tới trước, hỗn độn hồng mông dần tách ra, lộ ra một con đường. Tận cùng đại đạo, trong lòng hai vị điện chủ là cái gì đây? Con đường này dường như vô cùng vô tận, chỉ một mình Giang Nam bước đi. Như một làn trắng dắt ngang không gian vô tận, Giang Nam chỉ là một đốm nhỏ xíu trên vạch trắng đó. Không biết qua bao lâu, tiếng thì thầm càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng lành lót, như có hai người đang luận đạo biện pháp. Giang Nam ngước lên nhìn, đằng trước có một hòn đảo nhỏ nổi, thanh âm luận đạo biện pháp phát ra từ nơi đó.
Giang Nam lắng nghe giây lát, gõ trán, tặc lưỡi khen. Hai người luận đạo, đạo pháp tinh diệu, sâu sắc quá. Hai người này biện pháp phun ra lời vàng vô cùng thâm ảo, dính dáng đến lý niệm, khiến người tỉnh ngộ không kiềm được tâm tình chìm đắm trong đó, cảm giác ngộ đạo, ngộ pháp của bọn họ. Sao? Sao trên đường có vết máu như vậy? Giang Nam định bước nhanh đi đến hòn đảo nhỏ, chợt thấy mặt đất khắp nơi là vết máu ghê người, như có người đi đến đây thì bị thương nặng, một bước một búng máu. Đây là máu của đạo quân. Là cái gì làm đạo quân bị thương như vậy? Các vết máu lăng lổ trên đường, máu đạo quân chưa từng khô, không biết bao nhiêu năm vẫn giữ sức sống mạnh mẽ. Những giọt máu như có sinh mệnh mấp máy, rực rỡ như ban đầu. Đạo quân bị thương, trong máu chứa bao nhiêu năng lượng khủng bố đây. Đối với thiên quân thì máu của đạo quân là tài liệu luyện bảo rất hiếm có. Máu đạo quân vô cùng quý giá. Máu của bất cứ đạo quân nào nếu rơi rớt ở tiên giới đủ sinh ra sinh linh lạ lùng và cường đại. Ví dụ quỷ bà thiên sinh ra từ máu của linh bảo đạo chủ. Máu của đạo quân trên con đường này nhiều vô cùng. Giang Nam nhìn phía trước, đoàn máu chảy rộng con đường, chắc không phải là một đạo quân để lại. Đạo quân bị thương tại đây, vết thương nặng nỗi hộc máu, có ít nhất 10 người. Khóe mắt Giang Nam co giật, những giọt máu này chắc là đạo quân đi trên đường để lại. Nhiều người tới đây bị thương nặng, hộc máu, gần như đi một bước, hộc một búng máu. Giang Nam nhìn xung quanh, nơi này hồng mông dâng lên, hỗn độn chìm nổi, không có gì lạ, không thấy có ma đầu hay công kích gì, cấm chế gì làm đạo quân bị thương cả. Là cái gì công kích đạo quân bị thương đấy? Giang Nam do dự giây lát, không phát hiện có gì không ổn, hắn liền đi tiếp. Giang Nam sắp đến gần đoàn máu đạo quân thứ nhất, bước chân sắp đạp xuống thì hai đạo âm trên đảo nhỏ bỗng trở nên vang dội, đánh vào não của Giang Nam. Giang Nam cảm thấy não như sắp nổ tung. Hai đạo âm biện pháp chấn động ổ vang, chấn cho đại đạo trong người Giang Nam rung rinh ầm ĩ. Hai đạo âm biện pháp đôi khi chất vấn, hỏi tại sao lại công kích, ném các vấn đề đại đạo khó khăn, công kích lý niệm đại đạo của Giang Nam. Đôi khi tấn công đạo tâm, chu tâm, phá ý chí, làm hỏng đạo cơ. Chỉ trong khoảnh khắc có trăm ngàn câu hỏi hóc búa, đánh động đại đạo, chấn động đạo tâm của Giang Nam. Thì ra là vậy. Giang Nam rung động thầm nghĩ. Cửa thứ nhất thông thiên các là đạo vấn, hai đại điện chủ sáng tạo ra đạo quân điện ném ra. Đạo vấn thành yêu, làm hỏng đạo tâm, phá tâm trí, hủy đạo cơ của ta. Hèn gì, mấy đạo quân đi vào đây đều bị thương cả. Trong đạo quân điện đặt nhiều cái chum cũ nát, những cái chum phong ấn một dấu câu hỏi đạo quân. Lâu dần mấy vấn đề này biến thành yêu tinh. Lần đầu tiên Giang Nam đến đạo quân điện, đụng phải một số yêu tinh bị đuổi theo, hỏi hắn về những đại đạo rất khó. Thiên Phi Đạo Tôn nói, những yêu tinh vô hình vô chất, mặc kệ chúng. Nhưng yêu tinh trên đường này không đơn giản, là hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại đạo vấn, là cửa đầu tiên của thông thiên các. Phải giải đáp các câu hỏi của yêu tinh mới qua ải mà đi lên đảo. Vù 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 vù. Người Giang Nam rung lắc, nguyên thủy đại đạo bay vọt lên, không tự chủ được bay ra khỏi người hắn. Đại đạo như mây chiếm trên đầu Giang Nam, đại đạo ngưng tụ thành một người giống hắn y như đúc vậy, ngồi xếp bằng trên mây, quanh thân do linh quang bất diệt tổ thành. Cơ thể Giang Nam này to lớn không gì sánh bằng, vĩ đại ngồi trên mây, thần quang tỏa sáng quanh người, hai tay giang ra giống lớn. Lấy đạo gặp bán. Nguyên thủy đại đạo cộng hưởng cộng minh, Giang Nam trên mây phát ra đạo âm thứ ba, va chạm với hai loại đạo âm trên đảo nhỏ, tự bày pháp đạo của mình. Ba đạo âm va chạm nhau, sát khí bốn phía. Hai loại đạo âm biện pháp là vấn đề hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại, các câu hỏi khó trên đường tu hành đại đạo. Lúc trước Giang Nam đi trên đường không gặp nhiều trắc trở, nhưng đến đây thì đã kích phát mấy vấn đề này công kích hắn. Là hai đạo âm biện pháp đánh vào não Giang Nam, dẫn đến đại đạo cảm ứng, lộ ra dị tượng, đối kháng trùng kích. Lấy đạo gặp bạn, đây là loại lấy đạo gặp bạn hoàn toàn mới. Lý niệm va chạm, đại đạo ầm vang. Lần đầu tiên Giang Nam gặp phải loại luận đạo biện pháp cách thời không, tranh phong lý niệm thế này. Hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại đạo vấn vô hình, nhưng áp lực kinh người. Sau khi giải đáp
áp lực mới nhẹ bớt, có thể đi tiếp được một bước. Còn không trả lời được thì áp lực khủng bố đè xuống, Giang Nam tự hỏi bản thân không chịu nổi. Sợ là Giang Nam sẽ như những đạo quân đã học máu tại đây, phun ra từng búng máu. Hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện thật là thú vị, tạo ra cách thử thách kiểu này. Giang Nam cất bước đi tiếp, hai loài đạo âm hỏi vấn đề mặc dù rất khó khăn. Mỗi loại đủ nhốt đạo quân trăm ngàn năm, thiên cổ tuyệt vấn, cầu hóc búa thiên cổ, nhưng Giang Nam có ánh mắt, kiến thức không tầm thường. Giang Nam ra khỏi dòng thời gian, lý niệm đại đạo đã không cực hạn ở thần đạo trước kia mà đi lên con đường hoàn toàn mới. Đó là con đường đi thông nguyên thủy, đi thông tận cùng đại đạo trong lòng Giang Nam. Trong ngực Giang Nam có đại đạo hơn 20 thời đại từ nguyên đạo đến nay, bao gồm tất cả. Lúc này Giang Nam chưa hoàn toàn dung hội quán thông, đạt đến trạng thái nguyên thủy trong lòng hắn. Nhưng bất cứ câu hỏi khó về đại đạo nào, đừng mơ tưởng mà làm khó được Giang Nam. Ánh mắt kiến thức của Giang Nam đã đến cảnh giới viên mãn đạo quân, lấy cảnh giới thiên quân luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, thậm chí chế tạo hai hình dạng ban đầu tiên của tiên thiên chí bảo Đại La Thiên và Lô Bồng. Giang Nam vững bước đi về phía trước, thế nhưng tốc độ chậm dần. Hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại đạo vấn ngày càng cao sâu, càng khó giải đáp. Dù Giang Nam dung hội quán thông hết đại đạo của thời đại tiền sử, biến thành một phần nguyên thủy đại đạo, hắn bỏ ra thời gian giải đáp mỗi một đạo vấn càng lúc càng dài. Đi ra khoảng 100 bước, Giang Nam cần hơn 10 ngày mới giải đáp được một đạo vấn, lại bước ra được một bước, bị đạo vấn khác ghìm chân. Hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện phát ra đạo vấn đã đến cảnh giới đỉnh đạo quân. Giang Nam chưa tới gần cảnh giới này, hắn cần thời gian giải đáp đạo vấn. Nếu Giang Nam đến cảnh giới đạo quân thì ít tốn thời gian hơn, đây là hạn chế về mặt cảnh giới. Đối với Giang Nam, giải đáp đạo vấn rắc rối thật, thế nhưng chưa thể làm khó hắn hoàn toàn. Sau này, đạo vấn hỏi vấn đề càng khó khăn, chỉ đại viên mãn đạo quân mới tiếp xúc đến. Đây là kỳ ngộ hiếm có, dù sao Giang Nam chưa đến cảnh giới đạo quân, rất nhiều đại đạo, đạo lý hắn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, chưa từng lĩnh ngộ. Có những đạo vấn chỉ điểm, Giang Nam lĩnh ngộ trước những ảo diệu trong đó, sau này càng dễ tu thành đạo quân hơn. Bất giác lại hơn một tháng qua đi, Giang Nam giải đáp câu hỏi khó cuối cùng. Hắn ngước lên nhìn thấy hòn đảo nhỏ ngay ở trước mắt, Giang Nam hít sâu bước lên trên. Bên ngoài thông thiên các, nguyên mẫu điện chủ rời khỏi mấy cây cột, các đạo quân khác vẫn ngồi trên cột. Nguyên mẫu điện chủ ra khỏi đạo quân điện, thấy Thiên Phi đạo tôn còn đứng trước đại điện nhìn phương xa, lắc đầu. Nguyên mẫu đạo chủ cười hỏi: Thiên Phi, năm xưa ngươi mất bao lâu để vượt qua cửa thứ nhất thông thiên các vậy? Sao, cửa thứ nhất thông thiên các ư? Thiên Phi đạo tôn thu về tầm mắt, suy tư nói: Hơn 700 năm. Nguyên mẫu điện chủ tốn thời gian ít hơn một tháng là giải đáp hết đạo vấn đi lên đảo, nhanh nhất trong số mọi người. Dù là vô cực điện chủ, Quảng Đô điện chủ tốn thời gian lâu hơn nguyên mẫu điện chủ hơn 10 ngày. Nguyên mẫu điện chủ lắc đầu nói: Ta không giải đáp hết đạo vấn trong vòng một tháng, có các đạo vấn chưa giải đáp được làm ta bị thương nặng. Ngược lại, vô cực, Quảng Đô giải đáp hết đạo vấn, đây là điểm ta thua bọn họ. Vì vậy, trong thông thiên các, ta đi ngắn hơn bọn họ một chút. Thiên Phi đạo tôn hỏi: Vậy đế giang mất bao lâu đi qua cửa thứ nhất thông thiên các vậy? Không biết được. Nguyên mẫu điện chủ cười nói: Đế giang chịu thiệt ở chỗ chưa phải đạo quân, cảnh giới thấp hơn một chút, chắc sẽ tốn thời gian hơn chúng ta. Trong vòng 300 năm đi qua cửa thứ nhất đã rất lợi hại rồi. Tuy nhiên hắn là cảnh giới thiên quân, thế nhưng dù gì cũng là đế giang, cảm ngộ chưa biết, cửa thứ nhất không làm khó được hắn. Thiên Phi đạo tôn gật đầu, lại nhìn con đường đằng trước đạo quân điện. Nguyên mẫu điện chủ khẽ thở dài: Ngươi còn muốn chờ bao lâu đây? Người ngươi chờ đã chết rồi, sẽ không quay về. Xác hắn đã chôn ở... Hắn sẽ trở về, hắn đã nói sẽ về mà. Thiên Phi đạo tôn bình tĩnh cắt lời của nguyên mẫu: Tồn tại cường đại như vậy sao có thể dễ dàng chết được đây? Có lẽ hắn đã chuyển thế, lạc đường trong trần gian rồi. Có ngày hắn sẽ nhớ lại hết được, có ta chờ thì hắn sẽ quay về. Nguyên mẫu điện chủ lắc đầu, xoay người quay vào đạo quân điện.
Ngươi chỉ là phi tử của kẻ đa tình kia, cần gì xin tình như vậy? Hắn sẽ không trở về. Ngươi biết xác hắn bị người ta chôn ở đâu? Trong cuộc chiến như thế, chết là chết rồi, không có khả năng chuyển thế đâu. Trong thông thiên các, Giang Nam leo lên đảo nhỏ thầm nghĩ. Hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện, để lại đạo vấn đúng là lợi hại. Làm ta mất 48 ngày mới đi lên đảo nhỏ được, quá chậm. Ta chịu thiệt cảnh giới thấp, nếu ta đến cảnh giới đạo quân thì mấy câu hỏi đã không làm ta mất thời gian lâu như vậy. Giang Nam tiến tới trước thầm nghĩ. Tính thời gian thì đám người Ngọc Kinh, Càn Nguyên, Mông Trốn đối phó với thần mẫu chắc đã đến thời kỳ mấu chốt rồi. Trận chiến này kéo dài hơn một tháng trời, có lẽ bọn họ đã dốc hết thủ đoạn ra, gần cốt giã rời rồi. Ta đã để lại hai hậu chiêu, chắc đã nổi lên tác dụng, không biết có bắt được thần mẫu đạo quân hay không. Cùng lúc đó, tại tiên giới Đại La Thiên, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên nằm sấp trước đồng hồ cát, nhìn chằm chằm đồng hồ. Bỗng hai nữ tử reo lên, hạt cát trong đồng hồ đã chảy hết. Thiên Vi hồi hộp chú ý tình hình chiến đấu trong minh kính. Cuộc chiến bao vây tiêu trừ thần mẫu đạo quân đã đến giây phút thảm khốc nhất. Bao nhiêu là tiên nhân vùi thây trong trận chiến này. Có thể nói, thần mẫu đạo quân là địch thủ khó gặp nhất. Tiên nhân đẳng cấp thần đạo tiền sử dưới tay của nàng nhiều cỡ 5.000 vạn. Cỗ máy chiến đấu khổng lồ này không ngừng sinh ra các trứng thịt, sinh ra nhiều tiên nhân hơn, liên tục rót sức sống vào cuộc chiến. Dù thủ đoạn hành quân bày trận của Càn Khôn lão tổ cao siêu hơn người, thế nhưng thống soái đại quân Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân đối kháng đại quân thần mẫu đạo quân gần như ép cạn tài trí của gã. Càn Khôn lão tổ mệt đến đầu váng mắt hoa, không nghỉ ngơi được một phút nào. Chiến đấu của Quỷ Bà Thiên, Ma Kha Thiên Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn không rung động hồn người bằng đại chiến nước vạn tiên nhân, thế nhưng càng quỷ bí khó lường hơn. Thần toán tuyệt sát trong bí cảnh này càng biến thái, khó có thể đề phòng. Đám người vạn vật chiến đấu với bản thể thần mẫu đạo quân, ứng chiến hàng trăm thiên quân. Trăm thiên quân đứng chân lưng thần mẫu đạo quân, vận dụng cỗ máy chiến đấu to lớn, uy lực hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Dù vạn vật đạo tổ khởi động chí bảo tiên đạo, tiên thiên quyền trượng cũng không đánh lại thần mẫu đạo quân nổi. Ngọc Kinh, Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hạm đánh nhau mệt nán thở, sắp kiệt sức. Mông Tốn đạo quân đột nhiên lấy mảnh nhỏ tiên thiên thần đao ra quát lớn. Trang nghiêm thần tổ, hãy dùng thái cực đồ hộ tống ta vào người thần mẫu để ta chém nguyên thần. Vạn vật đạo tổ nghe xưng hô trang nghiêm thần tổ thì mắt lóe tia sáng, nghĩ đến năm tháng cùng đám người Mông Tốn đạo quân chế tạo thần mẫu đạo quân. Vạn vật đạo tổ cười lớn, thái cực đồ bay ra khỏi người gã, bao bọc Mông Tốn đạo quân, lại bay vào miệng thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân hô càng to kẹp thái cực đồ, nàng cười phá lên. Lão chủ nhân muốn vào người thiếp thân sao? Trong người thiếp thân có ức vạn mê cung, khác hẳn khi lão chủ nhân chế tạo ra ta. Muốn tìm được nguyên thần của thiếp thân là chuyện không thể nào. Vạn vật đạo tổ vận chuyển tiên thiên quyền trượng, chặn một kích thay Mông Tốn đạo quân. Vô số xúc tu bay múa quấn vạn vật đạo tổ. Cái đuôi móc câu của thần mẫu đạo quân giấu trong đám xúc tu, định cho vạn vật đạo tổ một kích chí mệnh. Ngọc Kinh, Càn Nguyên, Tử Hạm liều mạng xông lên, tranh thủ thời gian cho Mông Tốn đạo quân. Thần mẫu đạo quân kề nhạt, vô số xúc tu màu đen rậm rạp múa may cuốn ba vị thiên quân. Cái đuôi tiếp tục đâm hướng vạn vật đạo tổ, cái càng khác kẹp thái cực đồ. Trước minh kính, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên nhét hoa sen năm sắc sang Nam hái vào trong gương. Còn đóa sen năm sắc này cũng phải bỏ vào. Thiên Vi dắt hai nữ hài tử đứng trước gương căng thẳng chú ý. Thần nhãn phản chiếu ở trong kính, Thiên Vi cười nói. Đóa sen của lão gia có tác dụng gì đây? Rất nhanh sẽ biết thôi. Bên trong bí cảnh của thần mẫu đạo quân, thần mẫu hoa càng kẹp thái cực đồ, đóng đinh Mông Tốn đạo quân tại chỗ. Mông Tốn thúc đẩy mảnh nhỏ thần đạo định đánh bật cái càng. Một cái càng khác từ bên cạnh tấn công. Thình liền chấn đạo đỉnh của Ngọc Kinh Thiên Quân bị ly địa chấn đạo đỉnh của thần mẫu đạo quân chặn lại. Tử Hạm đạo mẫu, Càn Nguyên Thiên Quân bị vô số xúc tu của thần mẫu chặn lại, xúc tu bay múa đầy trời. Đế xa va chạm, tiên đế quyền trượng gõ đánh cỡ nào cũng không thể xuyên thấu những xúc tu. Càn Nguyên Thiên Quân lấy hồng mông kim phiên ra, hồng mông chảy xuống
chấn áp các xúc tu. Hồng Mông Kim Phiên cắt chặt đứt từng xúc tu, thế nhưng càng nhiều xúc tu hơn vọt tới. Càn Nguyên Thiên Quân không cách nào tiến lên giúp đỡ Mông Tố Đạo Quân một tay được. Vạn Vật Đạo Tổ ngăn cái đuôi của thần mẫu, hàng trăm thiên quân đứng trên lưng thần mẫu, phát huy uy lực móc câu hoàn toàn. Vạn Vật Đạo Tổ phải dốc hết sức ra ứng đối. Thái Cực Đồ của Vạn Vật Đạo Tổ đã giao cho Mông Tốn Đạo Quân đối kháng với cái đuôi và xúc tu của thần mẫu đạo quân, cần thúc giục Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh, Tiên Thiên Quyền Trượng ngăn cản. Tiên Thiên Quyền Trượng không phải báu vật phòng ngự, nó thuộc dạng tấn công. Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh thì công phòng một thể, thích hợp để phòng ngự. Mắt Vạn Vật Đạo Tổ lóe tia sáng, đột nhiên Tiên Thiên Quyền Trượng bay hướng Mông Tốn Đạo Quân. Vô số linh quang bất diệt bay ra từ đầu trượng, quấn một cái càng của thần mẫu đạo quân lại. Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh trên đầu Vạn Vật Đạo Tổ bị cái đuôi đánh bay, vô số xúc tu thừa dịp quất bay Vạn Vật Đạo Tổ. Vạn Vật Đạo Tổ thà bị thương cũng quyết tạo cơ hội cho Mông Tốn Đạo Quân bằng được. Mông Tốn Đạo Quân đánh bật cái càng khác, Thái Cực Đồ xoay tròn chui vào miệng thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân cười duyên nói: "Các ngươi quá coi thường thiếp thân rồi, hôm nay thiếp thân sẽ bắt trọn ổ." Môi đỏ mọng há ra, các xúc tu đen thui bay ra khỏi miệng, đâm vào Thái Cực Đồ, đóng đinh quyền trận đồ. Mông Tốn Đạo Quân gặp nguy hiểm như chỉ mảnh treo chuông. Đột nhiên, hư không nhẹ chấn động, trên bầu trời bắn ra một luồng kính quang rơi xuống bí cảnh của thần mẫu đạo quân. Kính quang như cây cột chiếu rọi bí cảnh, một đóa khánh vân từ từ bay xuống trong kính quang. Chuông, đỉnh, rồng, các hình dạng pháp bảo cỡ nhỏ đinh đang bên trong khánh vân. Khánh vân vừa xuất hiện trong bí cảnh, Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh, Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh, Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh hay Hồng Mông Kim Phiên của Càn Nguyên Thiên Quân bỗng chốc tăng vọt uy lực. Thần Mẫu Đạo Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ đều là cảnh giới thiên quân, tuy được chí bảo tiên đạo thế nhưng không thể phát huy uy lực đến tột đỉnh. Ba Chấn Đạo Đỉnh này là một trong năm Chấn Đạo Đỉnh mà còn khó phát huy uy lực mạnh nhất. Hồng Mông Kim Phiên là chí bảo tiên đạo, ba đỉnh cộng lại không mạnh bằng Hồng Mông Kim Phiên, chỉ dựa vào một mình Càn Nguyên Thiên Quân khó phát huy uy lực được. Đó là Thiên Khánh Vân xuất hiện trong bí cảnh liền nâng uy lực bốn chí bảo tiên đạo lên gấp mấy lần. Báu Vật Đạo Quân bộc phát hung uy, vang lên tiếng nổ đích tai, tạc nổ hư không vô tận trong bí cảnh. Đặc biệt là Hồng Mông Kim Phiên, uy lực của nó mạnh mẽ vượt qua ba Chấn Đạo Đỉnh khác. Kim Phiên Hồng Mông tử khí tràn ngập, từng tia sáng vàng chém ra, nơi đi qua các xúc tu đứt đoạn. Càn Nguyên Thiên Quân vừa mừng vừa sợ, hô Hồng Mông Kim Phiên chém miệng thần mẫu đạo quân. Xoẹt 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 xoẹt, miệng của thần mẫu đạo quân bắn ra các xúc tu bị cắt đứt. Mông Tốn Đạo Quân không còn bị ngăn cản, Thái Cực Đồ nhẹ nhàng xoay tròn chui vào miệng thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân hét lớn: "Huyền Thiên, ngươi cũng muốn đối chọi với ta sao?" Tám cái chân to như ngọn núi bỗng giẫm mạnh, dưới chân sinh ra tiên vân nâng cơ thể to lớn không gì sánh bằng lên cao, ngược kính quang giết vào Đại La Thiên. Thần mẫu đạo quân hét lên chói tai: "Hôm nay ta sẽ giết vào Đại La Thiên, bắt hết gia đình già trẻ lớn bé nhà ngươi, giết sạch các ngươi." Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu, Vạn Vật Đạo Tổ vội đuổi theo kéo chân thần mẫu đạo quân đánh nhau túi bụi. Thần mẫu đạo quân như phát cuồng, thế công cực kỳ hung dữ, đánh nát khung trời, hủy diệt mặt đất. Có hàng trăm thiên quân cung ứng pháp lực, khiến cho thực lực của thần mẫu đạo quân vượt qua cả Vạn Vật Đạo Tổ. Bây giờ, ba Chấn Đạo Đỉnh, Hồng Mông Kim Phiên, các chí bảo tiên đạo bị kích phát toàn bộ uy lực. Thần mẫu đạo quân không để các đòn công kích vào mắt, thế nhưng tốc độ chậm dần. Thần mẫu đạo quân lại càng điên cuồng hơn. "Ta nhịn đã lâu rồi, gom góp tích lũy thực lực, các ngươi làm sao ngăn cản được đây? Chờ bắt hết gia đình già trẻ lớn bé nhà Giang Nam, rồi ta sẽ tới lượt nhà các ngươi. Ta làm nữ tiên đế duy nhất trong thiên giới này." Thần mẫu đạo quân cao giọng quát lên, nàng rất phẫn nộ: "Ma Kha, Đạo Táng, các ngươi nhanh lên chặn bọn họ lại giúp ta. Chờ ta giết cả nhà Huyền Thiên xong, các ngươi sẽ là công thần theo đế." Mắt Ma Kha Thiên Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn lóe tia sáng, vẫn đấu với Quỷ Bà Thiên. Ma Kha Thiên Quân đột nhiên nhảy ra cười nói: "Cũng sắp tới lúc rồi, Đạo Táng, ngươi hãy ngăn Quỷ Bà Thiên." Thần mẫu đạo quân thấy Ma Kha Thiên Quân đến thì mừng rỡ,
nhưng gã tới gần lại không tấn công nhóm Cản Nguyên Thiên Quân, chỉ theo phía sau nhìn. Lòng Thần Mẫu Đạo Quân hoảng loạn hét lên: "Ma Kha, người có ý gì đây? Đúng rồi, người cũng mơ ước thân thể của ta sao? Chết tiệt mà, hãy mau ra tay giúp ta chặn bọn họ lại, ta quy hàng ngươi là được. Mông Tốn, dù ngươi giết nguyên thần của ta thì ta sẽ không chết đâu, chỉ cần có người tu luyện công pháp của ta thì ta sẽ hồi sinh." Đột nhiên thân thể khổng lồ của Thần Mẫu Đạo Quân run lên bần bật, đôi mắt không còn tia sáng, hàng trăm thiên quân trên lưng nàng bị như mất đi linh hồn, đứng ngây như phỗng. Trong bí cảnh, phe Thần Mẫu Đạo Quân còn sót lại 3.000 vạn đại quân tiền sử đang đánh nhau với liên quân của các giáo do Càn Khôn Lão Tổ thống lĩnh, đột nhiên yên lặng, các pháp bảo rớt xuống đất. Cơ thể khổng lồ của Thần Mẫu Đạo Quân từ trên cao rớt xuống đất, làm dãy núi sụp đổ. Thái Cực Đồ chợt lóe, chở Mông Tốn Đạo Quân mệt nán hơi bay ra khỏi người Thần Mẫu Đạo Quân, lảo đảo đáp xuống đất. Thái Cực Đồ bị xâm thực mục giữa. "Nguyên thần của Thần Mẫu Đạo Quân đã bị ta chém rồi." Mông Tốn Đạo Quân giơ cao mảnh nhỏ Tiên Thiên Thần Đạo, cao giọng quát lên: "Hỡi các vong hồn thời đại thần đạo, vong hồn thời đại tiên đạo đã chết trong tay Thần Mẫu Đạo Quân, các ngươi có thể đi ra, ta cho các ngươi được tự do." Vù 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 vù. Thần hồn chen chúc chui ra từ miệng, từ mũi Thần Mẫu Đạo Quân, mấy ước vạn vạn thần hồn bay dập trời, như mây mù bao phủ khung trời, phạm vi chen chúc càng ngày càng rộng. Trong cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân chôn vùi thần hồn tất cả sinh linh thời đại thần đạo, nhốt những thần hồn trở thành năng lượng cho Thần Mẫu. Bây giờ Thần Mẫu Đạo Quân đã chết, Mông Tốn Đạo Quân mở cái lồng thân thể Thần Mẫu, những thần hồn mất khống chế ùa ra. Cảnh tượng đó kinh người biết bao, trời sao bị thần hồn dâng lên bao phủ, vô số thần hồn bay đầy trời, túa ra thiên địa mới rộng lớn bát ngát của tiên giới, rơi như mưa chuyển thế vào thiên địa tiên giới. Có cái biến thành linh căn trong thiên địa, có cái nhập vào người tiên thú, lại có nhập vào mảnh đất tụ tập thiên địa linh khí, có hóa thành chim bay cá nhảy. Có thể tưởng tượng trong trăm năm tương lai tiên giới sẽ nghênh đón thời kỳ bùng nổ dân số. Tuy sinh linh thời đại thần đạo trọng sinh đối với tiên giới bây giờ còn ít, thế nhưng không còn đất rộng người thưa. Mông Tốn Đạo Quân đờ đẫn đứng lại, lẩm bẩm nói: "Ta đã làm được, đã làm được rồi." Dầm. Mông Tốn Đạo Quân quỳ dưới đất, dập đầu với thần hồn đầy trời, sám hối: "Năm xưa ta đã sai, hôm nay ta chuộc tội." Mông Tốn Đạo Quân đứng dậy, cười to lảo đảo đi xa, để lại thân thể Thần Mẫu Đạo Quân. "Ta chuộc tội, ta chuộc tội." Mông Tốn Đạo Quân như bị điên, càng lúc càng xa. "Chuộc tội, chuộc tội." Mắt Vạn Vật Đạo Tổ cũng dần sáng lên, thu về Thái Cực Đồ, chống Tiên Thiên Quyền Trượng rời đi. Vạn Vật Đạo Tổ cũng lẩm bẩm: "Ta cũng chuộc tội." Thần hồn sinh linh thời đại thần đạo, tiên đạo rời khỏi thể xác của Thần Mẫu Đạo Quân, mất đi nguồn lực lượng, Thần Mẫu Đạo Quân không hồi sinh được. Bây giờ chỉ còn thể xác và ly địa chấn đạo đỉnh. Vạn Vật Đạo Tổ không thèm nhìn xác Thần Mẫu Đạo Quân và ly địa chấn đạo đỉnh, hắn cất bước đi xa. Âm 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 âm. Đột nhiên lực lượng thiên địa bạo động, lực lượng nhanh chóng tụ tập lại. Dưới lòng đất chu lên các cự thú biến ra từ lực lượng thiên địa, há to mồm cắn xác Thần Mẫu Đạo Quân và ly địa chấn đạo đỉnh kéo xuống lòng đất. Ma Kha Thiên Quân bay xa, từng đợt tuyệt sát bộc phát bám chân đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu, Ngọc Kinh Thiên Quân. Ma Kha Thiên Quân cười to nói: "Chư vị, đa tạ các ngươi đã giúp ta xóa bỏ nguyên thần của Thần Mẫu." Ma Kha Thiên Quân chọn thời cơ ra tay rất chính xác. Mông Tốn Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Tổ đi xa, tuyệt sát dưới lòng đất bộc phát nuốt xác Thần Mẫu Đạo Quân đi dưới lòng đất. Mấy tuyệt sát khác phát động giữ chân các cao thủ như Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu, Ngọc Kinh Thiên Quân. Quỷ Bà Thiên thì bị Đạo Tạng Thiên Tôn bám giữ, không rảnh ngăn Ma Kha Thiên Quân lại. Tạo hóa thần khí mạnh nhất ly địa chấn đạo đỉnh trong năm chấn đạo đỉnh sẽ rơi vào tay Ma Kha Thiên Quân. Ngọc Kinh Thiên Quân gầm lên, thực lực ẩn giấu bùng nổ, một trưởng chứa lực lượng 3.000 đại đạo đánh tan tuyệt sát ngăn cản, lao vào mảnh đất cự thú lặn xuống. Trên đầu Càn Nguyên Thiên Quân hiện ra một chiếc nguyên đài, 3.000 tiên đạo hợp thành một đài phá tan tuyệt sát cũng lao lên.
Ma Kha Thiên Quân cười to nói: Hai vị không cần tiến đâu. Ma Kha Thiên Quân ẩn vào lòng đất biến mất. Lúc này mặt đất chấn động càng kinh người hơn lúc tuyệt sát của Ma Kha Thiên Quân bộc phát. Mảnh đất đức dặm bật lên cao, các ngọn núi từ bên mép liên tục nhô lên. Dãy núi như cánh hoa sen tỏa ánh sáng đủ màu, tổng cộng có 5 màu. Trong khoảnh khắc, dãy núi hình cánh hoa bao phủ không gian đức dặm. Đất đai lơ lửng bay nhanh lên trên thiên cao nhất của tiên giới, chớp mắt bay vào trời sao. Đám người Càn Khôn Lão Tổ, Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân ngước lên nhìn. Mảnh đất bay lên tràn ngập ánh sáng 5 màu như hình đóa sen, chở Ma Kha Thiên Quân, thân thể thần mẫu, ly địa chấn đạo đỉnh bay đến Đại La Thiên. Các khối đất to như tinh cầu từ hoa sen rơi xuống, lộ ra linh quang 5 màu đan xen nhau. Đây là một pháp bảo tràn ngập hơi thở tiên thiên, khá giống tiên thiên ngũ sắc liên đã bị hủy diệt. Tuy uy lực không sánh bằng tiên thiên ngũ sắc liên, thế nhưng có vài nét đặc tính của nó. Trong sen năm sắc, Ma Kha Thiên Quân kinh kêu: Huyền Thiên Giáo Chủ sao? Sen năm sắc không ngừng chuyển động, khối đất bên ngoài rơi rụng, đóa sen thu nhỏ dần, không gian trong hoa sen càng ngày càng nhỏ. Hoa sen khép lại, bên trong chuyển ra tiếng chấn động. Bề mặt hoa sen nhô ra, chắc Ma Kha Thiên Quân đang công kích hoa sen năm sắc làm bằng linh quang bất diệt. Ma Kha Thiên Quân muốn chạy ra ngoài, thế nhưng mặc cho gã cực kỳ thần thông quảng đại cũng khó thoát khỏi. Đóa sen của Giang Nam tuy hái trong hồ Đại La Thiên, nhưng đó là một đóa kỳ lạ nhất trong ngàn vạn hoa sen, là hắn luyện chế phỏng teo tiên thiên ngũ sắc liên, đương nhiên không bằng hàng thật. Giang Nam dùng nguyên thủy đại đạo dung hợp ảo diệu tiên thiên ngũ sắc liên luyện thành đóa sen năm sắc này, lực lượng luyện hóa phong ấn trong hoa sen mạnh kinh khủng. Ma Kha Thiên Quân bị phong ấn trong hoa sen cắt đứt lực lượng thiên địa, thần toán của Ma Kha Thiên Quân không còn chỗ sử dụng, gã chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Không chỉ thế, thân thể thần mẫu đạo quân ly địa chấn đạo đỉnh bị tầng tầng cánh hoa bằng linh quang bất diệt trói chặt, làm Ma Kha Thiên Quân không thể sử dụng hai thứ đó phá mở hoa sen được. Chờ hoa sen năm sắc bay đến Đại La Thiên thì đại cục đã định. Đại La Thiên là hình dạng ban đầu của tiên thiên chí bảo do Giang Nam luyện chế. Nguyên Đại La Thiên chấn áp, luyện hóa thì Ma Kha Thiên Quân có năng lực thông thiên triệt địa cũng phải chào thua. Đạo quả bất không cũng sẽ bị tinh luyện, Ma Kha Thiên Quân sẽ chết, thân tử đạo tiêu. Lúc này, Thiên Vi Giang Tuyết Tình và Tiểu Vân Liên đứng trước minh kính. Trong gương trước mặt các nàng vang lên tiếng sắt thép va chạm. Thiên Vi Giang Tuyết Tình và Tiểu Vân Liên thầm khó hiểu. Ông ong! Thần kính bay lơ lửng, từng đợt thần quang bắn ra từ gương, chiếu sáng, gọi chuông to treo cao trên Đại La Thiên. Cái chuông chấn động ầm ầm, thanh âm du dương, dẫn đến một tòa bảo tháp đứng trong quảng trường đằng trước Đại La Thiên, đế điện cộng minh. Tầng tầng bảo tháp xoay chuyển như bánh răng, uy lực phát ra, dẫn đỉnh to trong đế điện cộng minh. Cái đỉnh tỏa bảo quang mông lung bắn lên cao, đánh vào mặt trời của Đại La Thiên. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, một luồng thần quang xông hướng mặt trăng Đại La Thiên. Trăng phản chiếu thần quang bắn vào trong trời sao, thần quang bắn tới bắn lui chiếu rọi một tinh cầu. Ngôi sao lại phản chiếu vào ngôi sao khác. Thoáng chốc trời sao Đại La Thiên sáng rực, vô số ngôi sao thức tỉnh, dâng lên tinh lực từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống dãy núi, cung khuyết, hồ nước và biển cả. Đại La Thiên như bị kích hoạt, tràn ngập uy lực khủng bố và cường đại. Thiên Vi ngơ ngác nhìn, giật mình hết hồn. Đại La Thiên tràn ngập uy nhiếp, chấn áp tất cả, không đơn giản vì đối phó với Ma Kha Thiên Quân. Nếu chỉ vì chấn áp, luyện hóa Ma Kha Thiên Quân còn chưa cần Đại La Thiên phát ra hết mọi uy lực như vậy. Rốt cuộc, Đại Lão Gia muốn đối phó với ai đây?